Nếu gia đình sinh sống tại Canada thì một trong những điều bạn nên biết tại xứ sở lá phong này đó chính là các ngày nghỉ lễ trong năm. Tương tự như ở Việt Nam thì Canada cũng cho phép công dân của mình được nghỉ lễ có lương vào những ngày như là ngày đầu năm mới, ngày quốc khánh Canada và ngày lao động. Và ngoài ra ở quốc gia này còn có những ngày lễ liên bang riêng, đó là thứ sáu tuần thánh và Giáng sinh. Ba ngày lễ này cũng dễ hiểu rồi đúng không? Nhưng mà còn hai ngày này, tại sao người dân Canada lại được nghỉ lễ nhỉ? Thì theo thống kê có đến 40% dân số nước này theo đạo Công giáo. Vì vậy không chỉ có thứ sáu tuần thánh hay là Giáng sinh, tại một số tỉnh bang Canada còn có một số ngày lễ khác như là lễ tạ ơn, lễ phục sinh và một số ngày thánh khác. Ngoài các ngày lễ kể ở phía trên thì Canada còn có thêm 5 ngày lễ khác mà người lao động được nghỉ lễ có lương. Và tuy nhiên cái điều này nó sẽ không áp dụng cho toàn bộ liên bang. Việc mà người lao động được nghỉ lễ có hưởng lương hay không nó phụ thuộc vào quy định của từng tỉnh bang. Ngày lễ đầu tiên là ngày lễ Victoria. Ngày này được đặt ra để mà tôn vinh nữ hoàng Victoria, người được mệnh danh là mẹ của liên bang. Và ngày thứ hai là ngày lễ quốc gia về sự thật và hòa giải, một ngày để tưởng niệm những đứa trẻ từng là nạn nhân của các ngôi trường nội trú. Ngày lễ thứ ba thì cũng tương tự như là ngày thương binh liệt sĩ ở Việt Nam. Canada cũng có ngày tưởng niệm để tri ân những anh hùng đã ngã xuống vì đất nước. Ngày thứ tư là ngày tặng quà, nó sẽ được diễn ra sau ngày lễ Giáng sinh. Vào ngày này bạn có thể tặng những món quà ý nghĩa cho người thương của mình. Và ngày cuối cùng đó chính là lễ tạ ơn, là một trong những ngày lễ quan trọng của người Công giáo. Bạn nghĩ sao về ngày nghỉ lễ có lương của Canada? Comment ngay bên dưới để cùng trao đổi với IIMS Việt Nam nha.